chào các bạn đã đến với Samna Channel. Và đầu năm thì kênh Samna Channel xin chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ha. Và đặc biệt là nhớ ủng hộ cho kênh Samna nha các bạn. Thì hiện tại ở đây là khu vực ngã 6 Chùa Bà các bạn. Các bạn thấy không khí ở đây như ban ngày các bạn thấy không? Cái nhà thờ bự đó là nhà thờ bự nhất ở Bình Dương nha các bạn. Em không biết không khí ở nơi các bạn như thế nào, chứ ở khu vực chùa này thì rất là đông đúc như ban ngày vậy đó các bạn. Và cái lượng khách này thì chưa có nhiều đâu các bạn. Này là chỉ mình đang quay cho các bạn xem là hiện tại bây giờ là sau 12 giờ ha. Chính xác của nó là 1 giờ kém 15 hay nha các bạn. Là 1 giờ kém 15 là sau đêm giao thừa đó. Còn từ ngày hôm nay trở về hết tháng giêng là khu vực này rất là đông. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem vài khu vực thử nó có những cái gì đặc biệt không các bạn ha. Đây là khu vực ngã 6 và ở đây thì có những cái chốt, những anh lực lượng chức năng đang canh giữ khu vực này, giữ an toàn cho những khách thập phương đến cúng chùa nha các bạn. Ngay vòng xoay thì chúng ta có một điểm để uống sữa đậu nành nha các bạn. Đây chúng ta có một điểm uống sữa đậu nành và bây giờ thì lượng khách ngồi cũng rất là đông nha các bạn. Đây và ở đây bạn thấy tình trạng là kẹt xe luôn rồi. Và ban đêm mà nhưng mà chúng ta cũng được phục vụ ăn uống như các bạn thấy không khí như ban ngày không. Ở đây có một cái quầy ăn vặt các bạn, quầy ăn vặt với đủ các món và hai bên hông thì cũng có phục vụ mì hủ tiếu và có quán chay luôn nha các bạn. Đấy, có quán chay luôn, các bạn đi ở nơi đây thì không sợ đói đâu các bạn, có kẹo, có đồ ăn vặt và có đồ ăn chay luôn. Đấy. Những anh cảnh sát trật tự đang làm việc rất là cực lực. Và một số quầy ăn vặt phải dời đi rồi các bạn. Thấy người ta trên đường. Tại vì sợ ngừng lại mua đồ thì kẹt xe đó các bạn. Năm nay mới có sau đêm giao thừa thôi nhưng mà khu vực ngã 6 của Bình Dương rất là đông đúc nha các bạn. Ở đây thì có món độc lạ những anh Tây nha các bạn. Mày bữa mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem những cái món của anh Tây này làm nha. Tại bây giờ thì kẹt xe nha các bạn. Vậy nếu mà các bạn mà đi viếng chùa ở đây mà đi xe du lịch thì chúng ta phải gửi xe rồi đi bộ vào thì nó tiện hơn. Còn bây giờ xe Honda thì các quý khách mà đi ban đêm như thế này thì sẽ thường đi hai người các bạn. Có một người giữ xe và một người vào trong chùa. Bây giờ thì vẫn có điểm để chúng ta giữ xe Honda nhưng mà ít. Và đây là công viên đó các bạn, công viên này vẫn tập trung người ta ngồi chờ hoặc là ăn vặt ở đây.
đó, các bạn nhìn vô trong là chùa Bà Thiên Hậu của chúng ta nha. Cái nhà chờ đó là của ban điều hành của chùa nha bạn, không phải nhà chờ cho chúng ta ngồi đâu. Và đây là cái cổng thứ hai của chùa ha bạn, đi hướng từ Dịch Xin đi xuống, các bạn xem không khí ở đường Dịch Xin như này nè, cực kỳ đông luôn bạn. Xe bây giờ bạn điểm, một điểm gửi xe ở đây, bạn có thể gửi xe nè, điểm giữ xe bên hông trường Nguyễn Du nha các bạn, bạn có thể gửi xe Honda ở bên hông trường Nguyễn Du. Và đây là toàn cảnh khu vực ngã sáu nha các bạn, rất là đông đúc. Và chúng ta gửi xe bên hông trường Nguyễn Du rồi nha các bạn. Đó thì đây là không khí mình review cho các bạn, để các bạn có xuống uống chùa ngay đêm nay thì chúng ta biết được không khí ở đây ha. Và bây giờ thì mình cũng vào để xin lọc đầu năm với các bạn nha. Và xin chào và tạm biệt các bạn, và nhớ ủng hộ kênh bằng cách cho mình một like, và nhớ đăng ký kênh để xem nhiều clip tiếp theo của kênh Samla Channel nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Hãy ủng hộ cho mình bằng cách cho mình một like, và đừng quên đăng ký kênh để xem các clip tiếp sau của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.